Những ngày qua, người dân miền Tây đang oằn mình chống chọi với dịch bệnh và thiên tai. Tình hình xâm nhập mặn và hạn hán ngày càng nghiêm trọng. Đại dịch COVID-19 diễn biến ngày càng phức tạp. Tất cả đã làm ảnh hưởng và gián đoạn đến đời sống của toàn xã hội, đặc biệt tại các tỉnh vùng duyên hải đồng bằng sông Cửu Long. Sáng ngày 29 tháng 3 năm 2020, Thủ tướng đã đồng ý với kiến nghị của Bộ Tài chính về việc dừng phát hành sổ số kiến thiết trong 15 ngày, bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 năm 2020. Khó khăn chồng chất khó khăn. Chúng tôi hiểu rằng những nhu cầu thiết yếu của người dân đang dần bị hạn chế do thiếu nước sạch sinh hoạt. Cuộc sống của hàng ngàn hộ gia đình tại miền Tây với thu nhập chính từ việc bán vé số dạo sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. Từ những trăn trở đó, Mobifone đã nhanh chóng vận động và triển khai những chương trình như nước cho vùng hạn mặn, mang những chiếc thùng 220 lít đến với bà con 7 tỉnh, Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang, Sóc Trăng, Tiền Giang, Vĩnh Long, Bến Tre và chương trình hỗ trợ bà con bán vé số dạo tại địa bàn thành phố Cần Thơ với mỗi phần quà là 500.000 đồng tiền mặt và một chai gel rửa tay. Bên cạnh đó, tuân thủ nghiêm ngặt chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về giãn cách xã hội và hạn chế tập trung, Mobifone còn tài trợ tặng SIM cho bà con miền Tây tại các xã, huyện nhằm hỗ trợ liên lạc thông suốt cho người dân trong suốt thời gian sinh hoạt tại nhà. Cũng như bao chương trình thiện nguyện khác, khi một ý tưởng đưa ra, không ai bảo ai, mỗi nhân viên Mobifone đều nhiệt tình tham gia, mỗi người một việc phân chia nhau làm. Tất cả đều mong muốn góp một phần sức, chia sẻ với đồng bào trong những thời điểm khó khăn nhất. Những chiếc thùng, những phần quà tặng được gửi đến tận tay những hộ gia đình khó khăn, các cô chú khuyết tật bán vé số trên khắp địa bàn. Giữa cái nắng oi bức đỉnh điểm của ngày hè tháng 3, giữa áp lực về tình hình dịch bệnh cũng không ngăn được những chiến binh Mobifone trao tặng những phần quà, trao tặng tấm lòng đến những hoàn cảnh cần được giúp đỡ. Chúng tôi không khỏi xúc động trước những khóe mắt biết ơn, những nghẹn ngào không nói nên lời. Hầu hết đều bày tỏ sự bất ngờ rồi chuyển sang mừng vui, cảm kích, rơi nước mắt. Có người còn nói họ như gặp được bà tiên, ông bụt giữa đời thực. Không nghĩ rằng trong hoàn cảnh dịch bệnh thế này vẫn có những bàn tay chìa ra dành cho họ. Hy vọng với hành động nhỏ, với tấm lòng sẻ chia, mong rằng mọi người cùng nhau bước qua đại dịch trong an toàn. Chúng ta sẽ cùng nhau sớm bước qua giai đoạn khó khăn này. Cùng Mobifone lan tỏa yêu thương và những điều tốt đẹp.